hành tinh của chúng ta đang trải qua những thách thức lớn khi có hơn 16.000 loài động thực vật, côn trùng và sinh vật khác đều đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Những mối đe dọa như ô nhiễm, nóng lên toàn cầu, môi trường sống bị phân mảnh và đánh bắt quá mức đã đặt ra những thách thức đáng kể cho sự sống còn của chúng. Dưới đây là những loài động vật hoang dã, nếu không nhanh chóng được bảo vệ thì chúng sẽ có nguy cơ biến mất khỏi trái đất của chúng ta mãi mãi. Các bạn cũng có thể tìm xem lại video về các loài sắp tuyệt chủng ở Việt Nam. Mình làm ở các số trước, thông qua phần đề xuất hiển thị ở góc phải màn hình hoặc ở phần mô tả. Cũng đừng quên ấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video hữu ích khác của nhóm chúng mình trong tương lai nhé. Và lưu ý, các sắp xếp trong video này chỉ là số thứ tự, không phải xếp hạng. Mong các bạn không nhầm lẫn. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. Số 1. Báo Amur. Báo Amur là một trong những loài họ nhà mèo lớn nhất. Trái ngược với phần lớn các thành viên của loài báo hoa mai sinh sống chủ yếu ở châu Phi, phân loài đặc biệt hiếm này đã thích ứng để tồn tại trong vùng viễn Đông Nga. Hiện nay, chúng đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do hoạt động săn trộm bất hợp pháp, với chỉ khoảng 84 cá thể được ước tính còn sống ở tự nhiên. WWF đang hợp tác chặt chẽ với cộng đồng địa phương và chính phủ để bảo vệ sự tồn tại của báo đốm Đông Siberia này. Đáng chú ý, vào năm 2012, chính phủ Nga đã quyết định thành lập một khu vực đặc biệt bảo vệ, được gọi là Công viên Quốc gia Land of the Leopard, với diện tích rộng khoảng 650.000 mẫu. Trong khu vực này có những khu vực đặc biệt dành cho quá trình sinh sản của báo đốm Amur. Tiến sĩ Cyborg Glenzendorf, giám đốc quản lý bảo tồn loài của WWF nhấn mạnh, các con báo Amur đang trên đà phục hồi từ nguy cơ tuyệt chủng. Báo Amur cũng bị đe dọa do mất môi trường sống. Loài này rất quan trọng trong vòng tròn sinh thái. Chúng là những loài săn mồi trên đỉnh chuỗi thức ăn, tức là vai trò lớn qua việc cân bằng số lượng các loài khác tại môi trường sống quanh chúng. Điều này ảnh hưởng đến tình trạng của rừng và sinh thái, cung cấp cho môi trường tự nhiên và con người đa dạng thức ăn, nước sạch và nhiều tài nguyên khác. Bảo tồn môi trường sống của báo Amur cũng đem lại lợi ích cho các loài khác, bao gồm hổ Amur và các con mồi như hoảng, nai. Số 2. Đười ươi Borneo. Đười ươi Borneo là một loài đười ươi trong họ Hominidae, bộ linh trưởng. Loài này được Clinus mô tả vào năm 1760. Trong khoảng 60 năm qua, số lượng cá thể loài đười ươi có vóc dáng vô cùng đặc biệt này đã giảm tới 50%. Sinh sống trên đảo Borneo, hòn đảo lớn nhất châu Á, đười ươi Borneo có khuôn mặt to và bộ râu ngắn hơn nhiều so với các anh em họ hàng khác của mình. Loài đười ươi này bao gồm 3 nhánh, phân bố ở vùng Tây Bắc, Đông Bắc và trung tâm của đảo. Tuy nhiên, số lượng đông đảo sống ở giữa đảo có khoảng 35.000 con. Cho đến nay, số lượng loài này chỉ còn khoảng 1.500 do môi trường sống bị tàn phá nặng nề bởi các vấn nạn khai thác gỗ, săn bắn. Theo các nhà khoa học dự đoán, thì đến năm 2025, thì 22% số lượng loài đười ươi Borneo tiếp tục bị giảm. Đười ươi Borneo, heo vò châu Á, có khả năng bị xóa sổ, dự kiến sẽ được Vinpearl Safari, Phú Quốc tiếp nhận và bảo tồn. Hội thảo bảo tồn loài heo vòi và đười ươi Borneo châu Á do Hiệp hội Vườn thú Đông Nam Á SIZA tổ chức tại Vinpearl Safari có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý, bảo tồn hai loài động vật thuộc nhóm nguy cấp trong sách đỏ thế giới. Trong số những loài động vật thuộc nhóm báo động đỏ, đười ươi Borneo và heo vòi châu Á được xếp vào phụ lục 1, tức là danh sách động thực vật hoang dã nguy cấp của Công ước CITES. Vì vậy, đây được xem là hai loài động vật quý hiếm đang trên đà sụt giảm số lượng nghiêm trọng, cần có những chương trình bảo tồn ngay ở quy mô toàn cầu. Số 3. Khỉ đột núi. Khỉ đột núi, số lượng của loài này hiện nay trên thế giới là dưới 900 cá thể. Các khu vực sinh sống chính của nó chủ yếu ở 3 nước và 4 công viên quốc gia, bao gồm vườn quốc gia Pyindi ở Uganda và vườn quốc gia Virunga ở Congo. Duy trì số lượng hiện tại là một việc làm rất khó khăn, đòi hỏi các nhà hoạt động vì động vật phải làm mọi cách có thể. Bên cạnh đó, điều đáng lo ngại nhất là tình trạng chiến tranh, thoái hóa rừng hay sự xâm lấn của con người đang dần lấn áp sự gia tăng của loài, đe dọa đến sự tồn tại của chúng. Khỉ đột núi là động vật linh trưởng thuộc họ người, chi khỉ đột, thuộc loài khỉ đột phía đông. Chúng là một trong những loài lớn nhất còn tồn tại tới bây giờ. Khỉ đột núi có hóa thạch được phát hiện cách đây 34-24 triệu năm thuộc thế Oligocene ở vùng châu Phi và Trung Đông. Thế nhưng hiện nay chúng chỉ còn xuất hiện ở Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo. Bên ngoài, khỉ đột núi có lớp lông dày và dài hơn các loài khỉ đột khác, cho phép chúng sinh tồn ở điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn. Kích thước con đực là khoảng 1,5 m, nặng 150 kg, lớn hơn gấp đôi con cái.
Theo các báo cáo của các vườn quốc gia nơi sinh sống của khỉ đục núi, các nguyên nhân dẫn tới việc đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng là do nạn săn trộm. Các loài này thường bị thương tật có thể là vĩnh viễn do bẫy của những tay săn thú hoang. Việc mở rộng danh giống các khu định cư của người dân xung quanh hành lang an toàn của vườn quốc gia, khỉ đục núi thường xuyên được tiếp xúc với các đoàn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Chúng hoàn toàn có thể nhiễm bệnh truyền từ người. Chiến tranh, bất ổn chính trị khiến các dòng người tị nạn đổ về khu vực rừng núi, chặt cây cối và săn khí đột lấy thịt để phục vụ cuộc sống tạm bợ. Số 4. Sao la. Sao la là một loài thuộc nhóm thú sừng rỗng, giống đinh dương, một trong những loài thú hiếm nhất trên thế giới. Những người vẫn gọi sao la là một loài động vật hoang dã quý hiếm, là kỳ lân châu Á, sinh sống ở vùng núi rừng hẻo lánh ở dãy Trường Sơn tại Việt Nam và Lào. Sao la là loài có nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên rất cao, được xếp hạng ở mức nguy cấp trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thế giới IUCN. Nhìn bề ngoài thì sao la có vẻ giống với loài linh dương hay bò rừng bison, và là loài động vật nhai lại. Có thể nói loài động vật này thuộc hạng cực kỳ hiếm và rất khó để bắt gặp. Ngoài môi trường hoang dã, cho đến nay, các nhà khoa học chỉ gặp chúng được 4 lần nên chưa thể biết chính xác số lượng cá thể còn lại là bao nhiêu. Sao la có chiều dài từ 1,3 đến 1,5m, cao 90cm, với trọng lượng khoảng 100kg. Da màu nâu sẫm, trên mỗi móng có một đốm trắng, sừng dài và mảnh dẻ, hướng thẳng về phía sau và có thể dài đến 51cm. Sao la có đặc tính lẫn trốn con người nên các nhà khoa học chưa thể đánh giá được số lượng chính xác của quần thể sao la. Có thể còn khoảng 200 hoặc chỉ còn vài chục cá thể sao la ở các cánh rừng rậm dọc biên giới Việt-Lào. Ngoài ra, cả sao la đực và cái đều có sừng dài, nhọn và không phân nhánh. Ở Việt Nam, sao la từng được tìm thấy ở một số nơi thuộc dãy Trường Sơn như Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Nghệ An hay Hà Tĩnh. Đây là một trong những phân loài thú hiếm nhất trên thế giới được các nhà khoa học phát hiện vào năm 1992. Việc phát hiện này cũng là một trong những phát hiện quan trọng về động vật trong thế kỷ 20. Số 5. Đồi mồi. Đồi mồi là một loài rùa biển. Đây là loài duy nhất trong chi Eresmochilis. Loài này phân bố khắp thế giới với hai phân loài Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Hiện nay, loài động vật hoang dã này đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng bởi sự săn bắt của con người. Chỉ trong thời gian một thế kỷ, số lượng đồi mồi đã giảm đến con số 80%. Hiện nay, các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã đã không ngừng bảo vệ loài này khỏi nguy cơ tuyệt chủng, nhưng con người thì vẫn không ngừng tiêu thụ trứng của chúng để làm thức ăn, giết thịt hay lấy mai của chúng. Bên ngoài thì đồi mồi trông giống như các loài rùa biển khác, cơ thể tương đối dẹp, mai lớn để bảo vệ cơ thể và các chi giống mái chèo. Vì con người săn bắt các quần thể đe dọa Eresmochilis imbricata tuyệt chủng, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế xếp loài đồi mồi này ở cấp cực kỳ nguy cấp. Công ước về thương mại quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) cấm săn bắt và thương mại các sản phẩm từ đồi mồi vì mọi mục đích. Các quần thể rùa biển dọc vùng biển Việt Nam đã chịu những tác động mạnh mẽ của con người trong nhiều thập kỷ. Rùa biển và trứng của chúng đã bị khai thác làm thức ăn, làm thuốc, bị buôn bán và sử dụng để chế tác mai rùa, mẫu nhòi và đồ mỹ nghệ. Các loài ngày càng hiếm nhất là đồi mồi và rùa da. Đầu thế kỷ 20, đồi mồi đã từng rất phổ biến ở vùng biển Việt Nam. Tuy không có những thông tin chính xác số lượng của chúng trong thời điểm đó, nhưng căn cứ vào kết quả khảo sát ước tính có khoảng 500 con lên đẻ tại các khu vực Vịnh Bắc Bộ, Vịnh Thái Lan và Côn Đảo. Hiện nay, số lượng đồi mồi lên đẻ và kiếm ăn tại vùng biển Việt Nam còn rất ít. Nếu không có những biện pháp tích cực ngăn cấm việc đánh bắt hay buôn bán chúng, thì rất có thể đồi mồi sẽ bị tuyệt chủng tại các vùng biển Việt Nam trong thời gian tới. Số 6. Hổ hoa nam. Hổ hoa nam hay còn được gọi là hổ hạ môn là một phân loài hổ sống ở miền Nam Trung Quốc, phân bố ở các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Hồ Nam, Giang Tây. Đây đang là loài hổ bị đe dọa nghiêm trọng nhất trên thế giới. Trong thế giới động vật chỉ còn khoảng 24 cá thể hổ tồn tại ở Trung Quốc và Nam Phi. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN, phân loài này rất có thể đã bị tuyệt chủng, bởi lẽ chúng ta chưa từng nhìn thấy trong tự nhiên từ khoảng 2 thập kỷ gần đây. Trong sách đỏ của IUCN, hổ hoa nam đã bị liệt kê vào danh sách động vật cực kỳ nguy cấp. Vào giữa thế kỷ 20, những con hổ này bị săn bắt để lấy các bộ phận cơ thể phục vụ cho y học cổ truyền Trung Quốc. Chúng cũng bị giết vì con người coi là loài gây hại. Nơi sống của hổ hoa nam bao gồm miền Trung và miền Nam Trung Quốc. Nơi đây còn từng là lãnh thổ của hổ Bengal, hổ Siberia và hổ Đông Dương. Do dân số ngày càng tăng, nên người ta đã dần phá hủy môi trường sống của hổ hoa nam để xây dựng nhà cao tầng. Bên cạnh đó, nạn săn bắn cũng góp phần làm cho số lượng loài này giảm sút. Chúng thường có mặt trong các khu rừng thường xanh, đầm lầy, đồng cỏ, rừng cây rụng lá,
rừng nhiệt đới, sa mạc hay cả núi đá, loài này đã được tiếp xúc với nhiều loại khí hậu, nhiệt độ và cả độ cao trên núi. Nơi sống của chúng phải bao gồm thật nhiều con mồi để hổ hoa nam có thể thỏa sức săn bắt và nguồn nước. Số 7. Tê giác đen. Tê giác đen là một loài có thể bắt gặp tại Namibia và các khu vực ven biển Đông Phi. Trong thế kỷ 20, chúng trở thành nạn nhân của hoạt động săn trộm nhằm lấy sừng, dẫn đến sự giảm sút đáng kể về số lượng tê giác đen. Từ năm 1960 đến 1995, số lượng này đã giảm đến 98%. Hiện nay chỉ còn khoảng 5.000 cá thể tê giác đen tồn tại. Tuy nhiên, vẫn đối mặt với mối đe dọa lớn từ hoạt động săn trộm. Beth Hussey-Press, giám đốc loài châu Phi của WWF, thông báo rằng tổ chức đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan chính phủ để ngăn chặn hoạt động săn trộm. Ông nói rằng WWF đang cùng hợp tác với cơ quan chính phủ và đối tác tại Nam Phi, Namibia và Kenya để hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật, xây dựng sự hỗ trợ cộng đồng, phát triển và khai thác các giải pháp công nghệ tiên tiến, đồng thời trang bị và đào tạo kiểm lâm viên nhằm ngăn chặn các hành động săn trộm. Ngoài ra, để đảm bảo quần thể tê giác đen khỏe mạnh và có thể phát triển, WWF cũng hỗ trợ nỗ lực di chuyển tê giác từ các khu vực mật độ cao đến những khu vực mật độ thấp hơn có môi trường sống phù hợp. Số 8. Cá heo không vây. Cá heo không vây Trường Giang là một loại cá heo đến từ lưu vực sông Trường Giang và được biết là chúng có họ hàng gần gũi với cá heo Beijing. Loài động vật hoang dã này từng gây ấn tượng với vẻ bề ngoài nhẵn nhụi cùng một trí thông minh vượt bậc. Tuy nhiên, hiện nay số lượng cá thể này chỉ còn khoảng từ 1.800 cho đến 2.000 con. Quần thể sống ở nước ngọt duy nhất là Asia Orientalis được tìm thấy trên sông Dương Tử. Tại phía Tây, phạm vi phân bố của chúng bao gồm chiều dài của bờ biển phía Tây của Ấn Độ và tiếp tục vào vịnh Ba Tư. Trong suốt phạm vi phân bố, các cá heo ở vùng nước nông lên đến 50 mét gần bờ, vùng biển với đáy biển hoặc cát mềm. Trong trường hợp đặc biệt, người ta đã thấy chúng cách bờ 160 km ngoài biển Hoa Đông và Hoàng Hải, mặc dù vẫn còn trong vùng nước nông. Quần thể này giảm mạnh trong thời kỳ công nghiệp hóa ở Trung Quốc và việc sử dụng sông quá mức cho việc đánh bắt, giao thông thủy và thủy điện. Đã có nhiều nỗ lực bảo tồn loài này, nhưng cuộc thám hiểm cuối năm 2006 đã không tìm thấy cá thể nào trên sông, nên loài này đã được tuyên bố là tuyệt chủng, nên nó được xem là loài động vật có vú đầu tiên trở nên tuyệt chủng đầu tiên kể từ khi sư tử biển Nhật Bản và Monarchus tropicalis tuyệt chủng vào thập niên 1950. Đây cũng là loài trong bộ cá voi tuyệt chủng được nghiên cứu kỹ, chịu tác động trực tiếp từ con người. Số 9. Voi Sumatra. Voi Sumatra là một phân loài của loài voi châu Á, chỉ tìm thấy ở đảo Sumatra thuộc Indonesia. Đây là một loài động vật hoang dã có trọng lượng cơ thể khổng lồ, cân nặng có thể lên đến 5 tấn. Chúng được Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF liệt kê vào sách đỏ vào năm 2012. Số lượng voi Sumatra trong môi trường hoang dã vào khoảng dưới 3.000 con. Hiện nay có khoảng từ 2.400 đến 2.800 con voi Sumatra còn sinh sống nơi hoang dã. Con số này sụt giảm 50% so với số liệu thống kê được vào năm 1985. Cụ thể là số lượng voi Sumatra đã giảm nghiêm trọng từ 1.342 con vào năm 1985 xuống còn 210 con vào năm 2007 và đang giảm mạnh hơn nữa. Loài voi này đang có nguy cơ tuyệt chủng. Số lượng voi Sumatra chết hàng năm đang tăng lên, khiến số lượng của chúng tại Indonesia giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1980. Voi Sumatra đã cùng với đười ươi Sumatra, tê giác Java và tê giác Sumatra và hổ Sumatra nằm trong một danh sách ngày càng nhiều các loài thú có nguy cơ bị tuyệt chủng ở Indonesia. Nguyên nhân lượng voi này giảm nhanh là bị săn bắn trộm lấy ngà. Môi trường sống của chúng thu hẹp dần do các công ty dầu cọ mở rộng diện tích canh tác trên đất rừng, đồng thời sử dụng thuốc nổ, thậm chí cả chất độc để ngăn cản voi phá đồng điền. Nếu khuynh hướng bảo tồn rừng hiện nay tiếp tục, thì voi Sumatra có thể bị tuyệt chủng nơi hoang dã trong chưa đầy 30 năm nữa. Số 10. Tê tê vàng. Tê tê vàng hay tê tê Trung Quốc là một loài thuộc bộ tê tê Pholidota sống ở Bắc Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Myanmar, Bắc Đông Dương, miền Nam Trung Quốc và có thể là ở cả Bangladesh. Tại Việt Nam bản địa của tê tê vàng chủ yếu là miền Bắc và miền Trung xuống cao nguyên Lâm Viên. Đây là một trong những loài động vật được liệt kê vào sách đỏ. Tuy nhiên, số lượng mỗi năm của loài này đang suy giảm đến mức báo động, 100.000 cá thể đã bị giết. Ngoài việc bị con người bắt để ăn thịt, thì tình trạng buôn lậu tê tê vàng cũng diễn ra một cách nghiêm trọng. Đặc điểm nổi bật của loài sinh vật này là toàn thân được phủ một lớp vảy giống như vảy cá. Phần đầu của tê tê nhỏ và nhọn, phần thân phình to hơn và có đuôi dài.
Tê tê vàng trưởng thành có độ dài khoảng 40-58cm, trong đó phần đuôi dài khoảng 25-38cm. Trọng lượng của một con tê tê Trung Quốc khoảng từ 2-7kg. Trên thế giới, tê tê là loài động vật có vú duy nhất có vảy. Tê tê vàng là một sinh vật khá kín đáo, di chuyển chậm và sống về đêm. Chúng sống ở trong hang và cuộn tròn khi ngủ vào ban ngày. Hiện nay, tê tê vàng là một trong những loài sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng cao và được đưa vào sách đỏ cấm săn bắt và buôn bán trên toàn thế giới. Tuy nhiên, thực trạng săn bắt trái phép loài động vật này vẫn diễn ra vì giá trị của chúng trên thị trường rất cao. Mỗi năm có khoảng 10.000 con tê tê vàng bị săn bắt và tiêu thụ. Tình trạng tê tê bị săn bắt chậm với số lượng lớn đã khiến cho số lượng của loài này giảm đi nhanh chóng trong vài thập kỷ qua. Số 11. Cền cền Bengal. Cền cền Bengal là một trong những loài chim có tốc độ bay nhanh nhất trên thế giới hiện nay, đang đối mặt với tình trạng suy giảm đáng kể. Tính từ những năm 1980 đến nay, khoảng 99,9% số lượng cền cền Bengal đã biến mất, theo thống kê từ Border Natural Network. Điều này làm cho việc bảo vệ loài chim này trở nên cực kỳ quan trọng. Cền cền Bengal thuộc họ Accipitridae và là loài bản địa của Nam và Đông Nam Á. Loài này đã bị liệt kê là cực kỳ nguy cấp trên sách đỏ của IUCN từ năm 2000 do sự suy giảm nghiêm trọng về số lượng. Một nguyên nhân chính gây ra thảm họa cho cền cền Bengal là do ngộ độc diclofenac, đặc biệt là suy thận. Ở những năm 1980, số lượng của loài này được ước tính vào vài triệu cá thể và chúng được mô tả là loài chim săn mồi lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, tính đến năm 2016, số lượng toàn cầu chỉ ước tính dưới 10.000 cá thể trưởng thành. Cền cền Bengal thường xuất hiện ở nhiều sinh cảnh khác nhau, từ vùng núi đến đồng bằng, và chúng có thói quen ăn xác chết. Loài này thường tụ tập thành các đàn nhỏ và làm tổ theo nhóm trên các cây gỗ lớn. Tình trạng suy giảm nhanh chóng của cền cền Bengal đòi hỏi sự hợp tác và nỗ lực chung để bảo vệ và duy trì quần thể của chúng. Số 12. Đười ươi Sumatra. Đười ươi Sumatra được tìm thấy chủ yếu trong các rừng nhiệt đới ở Sumatra. Đười ươi Sumatra là một trong những loài đười ươi sống gần như độc lập trong môi trường sống của mình. Tuy nhiên, loài này đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là ở phía bắc Sumatra, nơi các hoạt động như phát triển nông nghiệp, đồng điền dầu cọ và hỏa hoạn đang đe dọa môi trường sống của chúng. Một con đường lớn được xây dựng ở phía bắc Sumatra có thể là mối đe dọa lớn đối với một trong những khu vực cuối cùng còn lại của đười ươi Sumatra. WWF đang hợp tác và làm việc chăm chỉ để ngăn chặn sự phá rừng tự nhiên, đặc biệt là tại vườn quốc gia Bukit Tiga Buller. Tiến sĩ Bernie Long, giám đốc bảo tồn loài động vật tại Tổ chức Bảo tồn Động vật Hoang dã Toàn cầu nhấn mạnh. Số phận của loài đười ươi Sumatra liên quan chặt chẽ đến việc mất mát nhanh chóng của rừng trên đảo. Để cứu đười ươi Sumatra, chúng ta phải bảo vệ ngôi nhà của chúng, và đó là rừng. Điều này làm nổi bật tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống tự nhiên để bảo vệ loài này khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Số 13. Cá heo Maui. Cá heo Maui là loài cá heo hiếm nhất và nhỏ nhất trong số các loài cá heo và có môi trường sống chủ yếu ở vùng biển phía tây New Zealand. Cá heo Maui có tuổi thọ trung bình khoảng 20 năm, đến năm 7 tuổi chúng sẽ bắt đầu sinh sản. Con trưởng thành có thể đạt tới 1,7 mét. Theo các nghiên cứu mới được công bố, trong vòng 7 năm qua, số lượng cá heo Maui đã giảm từ 111 cá thể xuống còn 55 cá thể. Trong khi đó, số lượng cá thể của loài cá heo này vào năm 1970 là hơn 1.000 con. Cũng giống như cá heo California, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự suy giảm số lượng của loài cá heo Maui là do hoạt động đánh mắt cá của con người. Các nhà khoa học lại một lần nữa lên tiếng về việc cá heo Maui có nguy cơ bị tuyệt chủng. Nguyên nhân chủ yếu làm hại loài cá heo này dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng là do những hoạt động nông ngư nghiệp của con người, cụ thể chính là những tấm lưới đăng của ngư dân. Các chuyên gia cho rằng phải thành lập một khu bảo tồn và phải cấm lưới đăng trên khu vực rộng lớn. Một dự án đã được thực hiện vào năm 2008 để bảo vệ loài cá heo Maui bằng hệ thống mạng lưới đặt dưới nước, nhưng tình trạng loài cá heo này chết trong lưới của người dân vẫn xảy ra. Số 14. Cá heo California. Cá heo California còn có tên gọi quốc tế là Vaquita, theo tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là con bò nhỏ, là một loài cá trong họ cá heo chuột. Cùng ở Cali, nhưng không giống tộc đu càng nào đó, cá heo California vẫn sống ở môi trường có nước, nhưng chỉ giới hạn ở khu vực phía bắc vịnh California, Baja California, Mexico. Hiếm khi thấy chúng xuất hiện ở những vùng nước sâu hơn 30cm và cách bờ 25km. Nó là một loài động vật siêu hiếm được các nhà khoa học phát hiện lần đầu tiên vào năm 1958.
sự suy giảm số lượng loài của chúng do nhiều nguyên nhân gây nên như bị mắc vào các thiết bị đánh cá của con người tại vịnh California. Những vùng biển đánh bắt của ngư dân thường trùng với vùng săn mồi của cá heo. Bên cạnh đó, sự phá hủy môi trường sống, biến đổi khí hậu hay hiện tượng nóng lên toàn cầu đều là những nhân tố ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn tại của loài động vật hoang dã này. Theo Akip, vào năm 2017, số lượng cá thể cá heo California còn lại 150 con. Số lượng loài cá heo có thể giảm nữa do vẫn còn khoảng 1.000 tàu lưới rê đang hoạt động trong môi trường sống của chúng. Hổ Sunda. Hổ Sunda hay hổ quần đảo Sunda còn được gọi là hổ đảo, còn được biết đến với cái tên gọi tiếng Anh là Sunda Island Tiger, là quần thể hổ bản địa của vùng đảo Sunda ở Indonesia. Trước đây, chúng được chia thành nhiều phân loại khác nhau. Tuy nhiên, từ năm 2017, tổ chức IUCN đã gom và phân chia lại các phân loại của loài hổ theo phương án gồm các quần thể hổ sống ở vùng đại lục và quần thể hổ sinh sống ở vùng quần đảo Sunda. Hổ Sunda được nhận biết bởi các sọc đen dày trên bộ lông màu cam. Hiện chỉ còn khoảng 400 cá thể, tất cả đều sống trên đảo Sumatra. Sự suy giảm số lượng hổ này đặc biệt lo ngại do nạn phá rừng và săn trộm chiếm đến 80%. WWF đang hợp tác để bảo vệ các khu vực quan trọng cho sự sống sót và sinh sản của loài hổ Sunda. Công tác nghiên cứu bao gồm việc sử dụng 7 camera cũng giúp ước tính quy mô của quần thể hổ này. Điều này đặt ra một tầm quan trọng về việc bảo tồn và bảo vệ loài hổ này khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Sự tồn tại hay diệt vong của những loài động vật hoang dã trên thế giới này phụ thuộc khá nhiều bởi con người. Khả năng tuyệt chủng của những sinh vật này đang nhanh chóng gia tăng do sự săn bắt trái phép và tàn phá môi trường sống của chúng. Việc bảo vệ chúng không chỉ là nhiệm vụ của một quốc gia hay một cộng đồng mà là trách nhiệm của toàn cầu. Chúng ta không chỉ đang giữ gìn những ngôi nhà chung cho tất cả các loài mà còn đang bảo vệ sự tồn tại của chính mình trong hành trình chung trên hành tinh xanh của chúng ta. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.